Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhìn xem sau lưng mình này, như một đồi toàn hoa màu hồng. Tuyệt vời. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại một địa điểm đẹp nhất của Hokkaido, Nhật Bản. Hiện tại mùa này thì toàn là hoa thôi các bạn ạ. Xin giới thiệu các bạn, đây là loài hoa tiếng Nhật là Shiba Sakura. Còn mình nghĩ ở Việt Nam chắc là không có hoa này. Thì hiện tại bây giờ đang là mùa hoa nên là hoa nở rất là nhiều. Khu vực này là khu vực du lịch rất là nổi tiếng của Hokkaido. Thì vé vào cổng là 400 yên một người. Thì hoa này nó chỉ có trong vòng 1 tháng thôi các bạn. Từ ngày bao nhiêu thì mình không rõ, nhưng mà từ khoảng tháng 5 đến tháng 6. Nào, lên ghe nào, lên ghe hết số nào. Vừa rồi mình bắt đầu vừa thuê xe các bạn. Bây giờ mình thuê xe để đi ngắm hoa, quay cho các bạn xem nhé. Thì anh em mình đi hai, mình lái còn bạn Tuấn Anh quay phim. Thì hai người một xe là 500 yên nhé. Không? Cái này cứ đợt. Được chưa, đi nhanh như tông này. Đi mau tông đít này. Bố cái chân. Các bạn nhìn nguyên một sườn đồ hoa. Ở đây người ta còn làm cả cái máy thổi bong bóng các bạn. Đẹp không? Cảm giác nhìn khung cảnh hoa đằng sau là hoa đồi hoa màu hồng. Bong bóng bay rất là lãng mạn. Tuyệt vời. Cái du lịch rất là đông các bạn. Đa số là người Trung Quốc thôi. Ở đây nó có cả loa phiên dịch tiếng Trung Quốc mà. Mình chưa có bức ảnh nào ở đây đâu. Ta được một cái mà chụp. À, ở đây ra chưa chụp cho mày cái nào? Ra kia chụp. Nắng quá các bạn ơi. Bây giờ nắng lắm rồi. Anh em mình xin dừng video ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhé.